Con đập Arabat ở miền đông Sudan bị vỡ cách đây 2 hôm đã gây ra lũ lụt nặng nề. Ít nhất 60 người thiệt mạng và hàng trăm người khác vẫn còn đang mất tích. Liên Hợp Quốc cho biết là sau vụ vỡ đập, nước lũ đã xóa sổ ít nhất là 20 ngôi làng. Nhà ở của hơn 50.000 người bị hư hại. Ưu tiên hàng đầu hiện nay của lực lượng cứu hộ là tiếp cận và sơ tán những người bị mắc kẹt ở các điểm cao do lũ lụt. Con đập này nằm cách thành phố cảng Port Sudan khoảng 40 km về phía bắc, có dung tích hồ chứa 25 triệu mét khối nước và là một trong những nguồn cung cấp nước chính cho thành phố. 22 người thiệt mạng do lũ lụt lở đất tại Thái Lan. Chi tiết mời quý vị theo dõi cụm tin sau đây. Theo thống kê của giới chức Thái Lan, trong đợt mưa kéo theo lũ lụt và lở đất từ ngày 16 tháng 8 đến nay đã có 22 người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 10 du khách du lịch tử vong trong đợt lở đất ở đảo nghỉ mát nổi tiếng Phuket. Ngoài ra, hơn 30.900 hộ gia đình tại 13 tỉnh bị ảnh hưởng. Bộ Giảm thiểu và Phòng ngừa thảm họa Thái Lan cho biết, chính quyền nước này đang tăng cường nỗ lực để nước lũ rút đi và hỗ trợ hơn 700 ngôi làng bị ảnh hưởng còn lại ở 5 tỉnh phía Bắc. Một trận lở đất đã xảy ra ở thành phố Ketchikan thuộc tiểu bang Alaska của Mỹ vào ngày 25 tháng 8 khiến một người thiệt mạng, 3 người bị thương. Người dân ở một số khu vực đã được lệnh phải đi sơ tán trong bối cảnh chính quyền cảnh báo có thể xảy ra lở đất thứ cấp. Thành phố đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi lở đất gây lũ lụt và mất điện, trong khi chính quyền bang Alaska đã công bố tình trạng thảm họa đối với Ketchikan.